Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi Tâm Đoan Shop, tọa lạc ngay ở trên đường Bonsa có phải lệ Moran. Tâm Đoan Shop có hai dòng sản phẩm D1 và D-Royal Support rất là tốt để phục vụ cho quý vị, được sản xuất tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Số phone quen thuộc là 1888-376-6768, 1888-376-6768. Và tiếp đến nữa là chúng tôi cũng hân hạnh được bảo trợ bởi cơ quan thống kê dân số, cứ 10 năm được thực hiện một lần và mỗi gia đình chỉ cần điền một mẫu đơn mà thôi cho tất cả những thành viên đang cư ngụ trong địa chỉ nhà của quý vị, kể cả những người thuê nhà, với những câu hỏi vô cùng gọn và rất là nhanh thôi. Chỉ hỏi ai là người chủ nhà, những người nào đang sống trong địa chỉ nhà của quý vị, quý vị có ở địa chỉ đó từ hồi tháng 4 của năm nay hay không, rồi những người ở trong nhà có relationship như thế nào với người chủ nhà và quý vị là thuộc sắc dân nào. Tất cả chỉ trả lời vô cùng đơn giản và những thông tin mà quý vị điền không dùng để mà làm bất kỳ một việc gì khác, giống như là điều tra quý vị hay là tìm hiểu về thông tin của quý vị, về cái tình trạng di trú của quý vị vân vân. Không bao giờ được sử dụng cho những điều đó, chỉ dành cho việc thống kê dân số mà thôi. Và thông tin hoàn toàn bảo mật, cho nên quý vị nhớ an tâm và hoàn thành vào mẫu đơn thống kê dân số có tại website 2020census.gov. Trong những tháng này đã có rất là nhiều gia đình, đã có những người của sở di trợ của sở thống kê dân số đến để gõ cửa nhà quý vị, để mà hỏi quý vị và cũng như kêu gọi quý vị nhớ hoàn thành thống kê dân số. Hoặc là họ không gặp được quý vị thì họ có dán một cái sticker ở ngay trước cửa và họ có ghi những cái, họ có để lại một cái tờ giấy trong đó có những cái con số, là những số code để cho quý vị có thể tự làm thống kê dân số online. Cho nên quý vị đừng giục tờ giấy đó. Nếu quý vị không có nhà mà quý vị nhận thấy tờ giấy đó dán trên cửa, đừng lo lắng, quý vị mang cái tờ giấy đó vào, đánh vào cái số mà cái người sở thống kê dân số đã ghi cho quý vị. Quý vị đánh vào, rồi sau đó quý vị bắt đầu trả lời những câu hỏi rất là nhanh chóng nha quý vị nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều, nhớ hoàn thành vào thống kê dân số. Thời gian đang rất là gấp rút cho năm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến nữa, đây cũng là giai đoạn thật là tốt để cho quý vị có thể gọi là refinance cho cái tiền nhà của mình mỗi tháng được rẻ hơn. Hoặc quý vị cần mua nhà thì phải nhanh tay lẹ chân. Nhà đang có trên thị trường biến mất một cách nhanh chóng tại vì có rất là nhiều người mua. Cho nên quý vị nhớ gọi đến cho nhà văn Chu Tất Tiến để quý vị có được căn nhà trong mơ của mình. Dạ. Cảm ơn Bí Linh. Và thưa đó, sự thật như vậy, thưa quý vị, nhà mà tốt ra thì trước đây thì có thể đăng trên mạng là tới 50 ngày, 30 ngày, 40 ngày mới bán được. Nhưng bây giờ chỉ đăng có mấy ngày là biến mất, thưa quý vị, chừng 4-5 ngày những nhà mà tốt và đẹp mà rộng là biến mất rất là nhanh. Thì trừ là còn lại những nhà mà bình thường, thưa quý vị, thì quý vị nếu có muốn mua nhà nên đi mua lại, có thể bất cứ gọi bất cứ ai trong nhân viên địa ốc, ở trong trên báo quảng cáo gì đó, hay là những người đó quý vị quen để mua nhà cho gấp nếu quý vị có nhu cầu mua nhà. Thưa bây giờ quý vị trở lại vấn đề mà Covid đó, thưa quý vị, trước đây chúng ta thấy là có nhiều trường học, nhiều trường đại học nó mở cửa để cho các sinh viên đi vào học. Nhưng mà riêng đại học Towson ở Baltimore County là Maryland đó, vừa mở cửa trong 2 ngày một cái là khám nghiệm nó có 55 người bị nhiễm dương tính về Covid rồi. Chỉ có 2 ngày thôi quý vị, chứ không phải là lâu la gì. 2 ngày, và những người này thì không phải, may mắn là không phải nhân viên ở trong trường. Tất cả nhân viên trong trường thì được khám và không có ai bị bệnh. Nhưng mà chỉ 55 người này là những sinh viên ở bên ngoài trường và những người đi làm bên ngoài trường tới mà thôi. Thì do đó trường đã vội vàng là ngưng ngay tất cả các cuộc họp và học ở trong tại chỗ, và biến thành những cái cuộc những lớp học bên trong về internet, thưa quý vị, lớp học từ xa để các sinh viên có thể học một cách an toàn, cũng như các giáo sư và những người phục vụ ở trường thì không có bị nhiễm Covid trong lúc này, thưa quý vị. Chúng ta đã biết là rất nhiều trường bây giờ bỏ hẳn luôn cả những cái trường các lớp học mà học tại chỗ mà biến thành lớp học online hết. Thì không biết là những cái lớp mà dạy âm nhạc sao ta, không có dạy tại chỗ, không biết là sao mà giáo sư mà khảo được sinh viên đánh đàn như thế nào. Ồ dạ được chứ, dạy học trò của mình thì cũng có thể cho FaceTime á. Dạ, yeah. cho FaceTime hoặc là Zoom. Sau đó thì giáo viên kiểm tra từng người đánh xong rồi học nghe là đánh được và nhìn thấy tay là biết rồi. Dạ dễ. Dạ, dạ. Đàn dạy từ xa được, dạ không sao. Dạ không đến nổi. Dạ. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin. Xin mời ban kỹ thuật cho mình lên bản tin số 10 nha. Dạ, bản tin này liên quan có một người đàn ông ở tại Thousand Oaks đã bị cáo buộc là tấn công tình dục, dụ dỗ các cô gái trẻ ở trên mạng xã hội. Dạ, đây là một cái việc không hiếm.
có rất là nhiều người, nhất là những cô gái trẻ nhẹ dạ, hoặc là đặc biệt là những người phụ nữ mà lớn tuổi mà giống như là bị đổ vỡ trong hôn nhân, cũng là những người mà rất là dễ là nạn nhân của những vụ lừa đảo này trên mạng xã hội. Một người đàn ông tại Thousand Road đã bị bắt giam, bị cáo buộc đã sử dụng social media để dụ dỗ các cô gái trẻ. Cảnh sát đã bắt giữ Raul Garcia là 26 tuổi. Các nhà điều tra cho rằng anh ta đã sử dụng social media để làm con mồi, để mà dụ dỗ những cô gái trẻ vị thành niên, gửi cho họ những bức ảnh khiêu dâm. Và Garcia đã bị buộc tội là kết bạn, tấn công tình dục các nạn nhân. Bốn cô gái chỉ trong độ tuổi từ 12 đến 15 thôi đã trở thành nạn nhân của hắn ta. Và những người nạn nhân kể rằng là hắn đã liên lạc với họ, rồi sau đó thì bắt đầu là gửi hình rồi dụ dỗ, và những cô gái này nhẹ dạ cả tin đã đi gặp hắn và đã bị tấn công tình dục, kính thưa quý vị. Hoặc là hắn còn dùng hình của những cô gái này để mà hăm dọa những cô này nữa. Cho nên cuối cùng thì Raul Garcia, 26 tuổi đã bị bắt giữ. Và lời khuyên ở đây là cha mẹ, nhất là của những em tuổi teenager đó, cần phải theo dõi chặt chẽ hơn những gì mà con của chúng ta vào trong computer và theo dõi mỗi ngày, thưa quý vị. Cho tới giờ này vẫn chưa có cái phương pháp nào, cái máy móc nào để có thể chĩa vào mặt một cái thằng tấn công tình dục nào mà nhìn thấy biết liền nó hiện lên anh ra trông ấy. Nhưng mà tôi nhìn sơ sơ, nhìn mặt anh cha này thấy thấy vẻ đúng là một cái thằng thủ phạm tấn công tình dục, có nhìn mặt có vẻ nhìn là thấy hả, chú nhận được nhưng, thấy... nhưng mà những cô gái trẻ lại thấy trội đẹp trai lịch thiệp vô cùng đó. Như vậy vậy mới vậy mà là thường với những kẻ mà lừa mình nó nói ngọt lắm. Nói ngọt là cười tươi nữa, mấy con quỷ dâm dục này nguy hiểm quá, thưa quý vị. Bây giờ tới một cái vấn đề mà chúng tôi cũng hơi thắc mắc là không hiểu là cái tư tưởng của người Mỹ và tùy theo cái tính đảng là như nghĩ thế nào về con số người chết về virus. Thì trong một cái cuộc khảo cứu gần đây á, Đại học John Hopkins cho rằng phần lớn đại viên Cộng Hòa nói rằng con số tử vong hiện lên tới 176.000 người là chấp nhận được. Không hiểu họ nghĩ thế nào mà họ nói chấp nhận được. Trong khi đó một cuộc thăm dò khác của CBS News thì xác định là 57% số người thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng con số 176.000 người là chấp nhận được. Trong khi đó 43% nó là không thể chấp nhận được. Ngược lại thì đối với người độc lập thì 33% cho rằng số người chết là chấp nhận được, nhưng mà 67% không thể chấp nhận được. Tổng cộng số 44% số người được hỏi cho rằng số người chết thực sự cao hơn với số báo cáo. Trong khi đó thì chỉ có 18% những người đảng viên Cộng Hòa là đồng ý là cái con số này thực sự sẽ cao hơn số báo cáo. Thì đây là một cái cuộc khảo sát rất là độc lập, nhưng mà chứng tỏ là cái tâm lý người Mỹ đối với cái vấn đề Covid này vẫn có nhiều cái điều khác biệt nhau một cách dữ dội lắm. Và nhiều người cho rằng cái vấn đề mà Covid mà chết thế này là có một số người là bảo con số này xạo. Và con số người bây giờ chúng ta thấy như vừa qua thì đó là 57%. Những người đã cho rằng là con số này chấp nhận được thì không hiểu họ nghĩ chấp nhận là như thế nào. Ok như thế nào, tôi thấy chỉ cần một người chết cũng đã đau lòng, chứ đừng nói đến 176 người, người chết, phải không? Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến có một viên kim cương đáng chú ý luôn, vừa mới được tìm ra. Nó nặng tới 442 carat, trị giá 18 triệu đô la. Là wow, một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy tại châu Phi. Trời đất ơi. Dạ, dễ sợ không? Mà một đất nước như là châu Phi đó, họ có quá nhiều khoáng sản. Dạ. Vàng cũng là nhiều nhất, kim cương là nhiều kim nhất ở châu Phi. Mà tại sao họ vẫn nghèo? Họ không khai thác bị, được bị, hay sao? Bị cái giới mà tư bản da trắng nó khống chế tất cả các mỏ vàng, mỏ bạc. Tất cả người Phi Châu, những người ở sở tại đi làm giống như nô lệ thôi đó. Dạ, cho nên họ không có cơ hội để mà có thể có được những cái sản phẩm này để đi bán, phải không? Cái quyền lực của mấy người da trắng và người mà đại tỷ phú đó nó khủng khiếp lắm. Chỉ cần chống lối là nó có thể bắn chết và người ta không có dám chống cự. Dạ, mà tại vì Mỹ Linh cứ nghĩ là một đất nước giàu khoáng sản như châu Phi như vậy, kim cương là coi như là những viên nhỏ nhỏ là có thể dễ dàng tìm thấy luôn đó. Ở châu Phi rất là nhiều, còn viên này cũng được tìm thấy ở châu Phi, một trong những viên lớn nhất thế giới. 422 carat trị giá 18 triệu đô la đã được tìm thấy như quý vị đang thấy trên hình ảnh. Rất là dễ sợ. Và đến nay đó thì đây là một báu vật. Theo lời của nhà nghiên cứu và phân tích là EquiStake của BMO Capital Market, và một phần tiền thu được từ việc bán viên kim cương này sẽ được dùng để mà trợ giúp những cái project ở trong cộng đồng, để mà phục vụ cho những lợi ích của cộng đồng. Và đây là
cái người mà chủ của khu vực mà tìm thấy là khu vực của Elbrick, nói là Lesotho là một quốc gia không có giáp biên giới với miền Nam châu Phi, mà nó được bao bọc bởi châu Phi luôn, và dân số khoảng 2 triệu người, là một quốc gia độc lập kể từ năm 1966. Đó, họ tìm thấy ở cái khu vực gọi là Lesotho này. Và bây giờ đó thì khi mà bán được cái vương chuyên kim cương này thì họ sẽ dành một phần tiền để mà giúp đỡ cho những cái tổ chức cộng đồng ở khu vực của cái thành phố nghèo này. Họ chỉ có khoảng 2 triệu dân, thưa quý vị. Quý Linh có mê cái làm chủ cái cục như thế này không? Dạ bự quá. Bự quá. Trời ơi, bự quá. Dễ bị cướp hỏi thăm lắm. Trời cướp hỏi thăm liền mà. Dạ, nó phải cái một tiểu đoàn để bảo vệ mình, không có lại là chết ngác. Dạ, ít nhất là một tiểu đoàn 500 người đi chung quanh mình, không có là chết. Ít tiền thôi tối ngủ ngon hơn. Thôi, cục nhỏ nhỏ đó bạn, cục bằng ngón tay được. Đúng rồi, vậy là được rồi. Dạ. Ok. Thưa quý vị, về vấn đề bưu điện á, thì mới đây Hạ viện thông qua cái gói là 25 tỷ đô la để tăng cường cái việc làm của bưu điện. Thì không biết là cái vấn đề này sẽ được lên tới cái đảng Cộng hòa, Thượng viện Cộng hòa là tính sao, và chắc chắn là Tổng thống Donald Trump không đồng ý. Ông đã tuyết lại, ông chống lại cái vấn đề này, nhưng mà bây giờ thì vấn đề chính trị thì vẫn là chính trị, và cái vấn đề theo vẫn là theo thủ tục, tức là sau khi Hạ viện đồng ý rồi họ chuyển đến Thượng viện để yêu cầu Thượng viện và nghiên cứu và chấp thuận hay không, thì lúc bây giờ mới chuyển sang Tổng thống để hành được. Thì hy vọng rằng cái này lên cái Thượng viện sẽ có những sự trao đổi, và để hai bên nghĩa là cò kè bớt một thêm hai thì làm thế nào đó, nhưng mà ít nhất phải có một cái ngân khoản để tăng cường cho bưu điện. Mới gần đây chúng ta thấy là bưu điện các thư gửi đi các nơi chậm trễ, tình trạng thất lạc rất là nhiều, do đó là hy vọng rằng hai bên sẽ thỏa thuận được một con số ở giữa nào đó để mà có thể cho thư bưu điện được có thể làm việc được. Ở đây dân chúng rất là lo ngại. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đó là những bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày đầu tuần thật bình an, thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào ngày mai cũng vào giờ này. Kéo trễ chuyến phà đêm qua bên Bắc.